đây bình dân giản dị. Bán cả ngày luôn ta. Bán quán nhậu rồi. Tới chưa? Đâu rồi? Lai hả? Ờ, 16 vườn là nghĩa là gần nhà Bắc Cầm, ngó xéo qua cái quán cà phê mà ghế tre rồi á. À, hay lắm rồi. Ốc à, ốc với quán ốc là chính rồi không? Giờ mình thích cái quán cà phê giống vậy là uống lịch sự dễ thương. À, ghế tre, bàn tre, ghế tre. Đây là cái quán trà đậu biếc này. Bàn giá này nha. Bình dân. À, ăn đồ mặn đó, có nè. Bánh cá mặn. À, Việt Nam có những cái món rất là hay, thú vị. Quán này cũng khá là thú vị đó. À, hôm nay anh em ghé quán của công ty Tà Hồ bán mở quán. Mở mở quán quý vị. Tới ủng hộ quán nghèo, quán cà phê nghèo. Quán tre phải không? Quán tre. Mua được miếng đất xong rồi dựng lên để kinh doanh. Coi như là về miền Tây họ mua vé số trúng là sao á? Trúng được 4 tờ. Về mở quán. Cốc vỉa hè chú số được 4 tờ rồi, ghé ủng hộ quán Bia Đồng Hồ nha. À, quán quán ốc béo à, ở đây à. Nghe sốc quá. Chỉ có bán Việt Kiều đó hả? À, Việt Kiều hồi hộp đó phải không? Việt Kiều thất bại đúng không? Bất bại. Bất bại. Đây đi uống cà phê ở đối diện chợ Bến Thành. Đây cô Mà, quán của người bạn của mình. Đây đối diện với cửa Tây chợ Bến Thành. Ngay vị thế rất là đắc địa. Mời các bạn vô đi, quán này không phải quán của mình đâu nha, quán của bạn mình thôi. À. Bạn Hiếu mời nha. Ừ. Quán này rất là hay, vô thử rồi sẽ biết. Ở ngoài cũng rất là sự ha. Đó, cái design rất là đơn giản. Ngoài cà phê có món gì không ta, ngoài cà phê ra? Không phải làm được. Không, xin tố gì? Chị lấy bà xỉu nha. Uống cái gì kìa, coi ở đây nè. Kệ nó nói có món mới, cà phê muối vậy kìa, thử không? Cà phê muối. Muốn cà phê. Sinh tố này hả? Muốn cà phê. Cà phê sinh tố đi. Sinh tố đi. Không thấy đường. Không thấy đường bạn ơi. Cái này bản thân để sinh nhật của mình đó. Sinh tố gì? Sinh tố gì bây giờ đây? Thơm sò chuối nè. Thơm sò chuối đi. Hay là bút bô nào, Việt Quốc cũng ngon nè. Rồi, có đó gì cũng ăn nhiều. Chanh dây, đá tuyết. Chanh dây đá tuyết nha. Chanh dây này đi, mình lấy này đi. Chanh dây đá tuyết. Rồi, hoa là cái gì nãy gì? Cái gì xoài chuối không xoài đó. Chuối ừ, nó khác gì nhân khác sao? Là nhân ở bên trong là ganache. Ồ, hay làm từ sô cô la và cái nữa là cái sốt sốt trái cây đặc biệt đó, đặc biệt đó. Vậy là cho một cái này để tôi review này, lấy cái này một cái này với cái này đi. Bánh này đi, bánh này rồi. Nhưng mà này cắt cắt ra giùm đi, cắt ra đều á. Vậy là hai cái bánh này cắt ra ở đây có hay là có cái đồ khu lưu niệm rất là hay ha. Chết in rất là đẹp. Cái này cái nhỏ cái design cũng tương đối hay ha. Ủa ở đâu vậy? Ủa để chạy vô đâu rồi? Cái quán cà phê này kết hợp với những cái đồ lưu niệm. Đây mình đang quay đây. Này mình thấy là các giới trẻ nè, khách nước ngoài đến đây nhiều là đến chụp hình. Hay nha.
Thì nhìn cái design này giống như là của bên hồi bên nhà lẻ một đêm á, rất là lạ. Cái này là hơi bị độc chiêu nha. Đi nữa về đất về mình coi thử cái nhân ở đây nè. Bây giờ mình cắt thử cái bánh này cái đây các bạn. Dạ, sợ quá. Ủa nó nhát mà. Sợ không? Ông ăn đâu có nhát đâu. Ông nhẹ mà. À, thử cái nha. Bây giờ cuối cùng cho tôi uống gì á? Rất là đặc trưng ha. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái món này ở tại quê nhà Việt Nam nè. Và đây là bà chủ nè, bà chủ làm bánh này nè. À, bà chủ làm bánh này rất là khéo tay nha các bạn. Đây thương hiệu Kuma. Rồi các bạn về Việt Nam thì thử một lần, ghé qua quán này một lần xem sao nha. Quán cà phê ngựa mà mọi người cứ cãi đó là cà phê ngọ. Ngọ với ngựa là cũng giống nhau thôi. Nhưng quán này rất hay nha. Quán này hay lắm á, làm decor rất là đơn giản. Rất là độc đáo. À, cái bên có cây Likima đó là trái quá trời luôn. À, đẹp chế sợ. À, họ bán cà phê với bán bia luôn. À, mấy cái cửa sổ cũ ha, gỗ cũ ha, sắt quỷ sét đảo chưa, này không phải là nó sét, là người ta cố tình ta để vậy. Rồi, ở góc đường đây là góc ngã ba đường, rất là hay đó. Những cái không gian ghế bàn rất là hay ha, ghế bàn hay quá không trong tâm, quá độc đáo. Nay đưa ông Cầm đi uống cà phê ở đây cho ý kiến không? Hả, uống cà phê gì được không? Có cà phê được, ok, đơn giản mà sạch sẽ và đẹp, thoáng mát. À, tôi cái lối trang trí này nó cũng không có nhiêu tiền, nó rất là rất là. Mà thích cái nó ngoài cổ đúng không? Ngoài. À, đi ăn xong vụ cà phê, không? Đã không? Sống cứ lèo phè, nói câu này bị chửi. Cuộc sống thật là sung sướng và thú vị, à, tận hưởng thôi. Cà phê này hay lắm nha. Mình sữa đá, đây cà phê sữa nóng. Ở đây đi uống cà phê, Thiên Hạ đi xe hơi nó uống. Okay. Sống Bắc Cầm vậy còn gì bằng nữa. Tiên. Đây ly cà phê này trị giá 50.000. Quá rẻ. Đây là thuộc dạng là cũng mắc đó nha, chứ bình thường á một ly có 12.000 ở ngoài. Rồi quán này 50.000. Một dạng hơn bình dân chút, nhưng cũng rất là rẻ.